Như vậy là một tuần nhanh chóng trôi qua và chúng ta lại tiếp tục lao vào những thử thách khác nhau của mùa của tuần thứ 5 gương mặt thân quen nha quý vị. Và ngay bây giờ chúng mình hãy cùng vào hậu trường để xem trong này có những cái điều gì trong thú vị. Đầu tiên chúng ta hãy cùng gặp một nữ quán quân. Nữ quán quân mùa trước. Cái đấy là quá khứ rồi nhỉ? Ở quá khứ nhưng mà nó cũng xứng đáng là hào hùng để nhắc lại mà, chị sao vậy? Chị biết thì chắc chắn mọi người vẫn nhớ mày. Hôm nay thực sự là qua một tuần lại đầu óc em hơi có vấn đề bởi vì em tiêm thuốc mê nhiều ấy. Em hay quên ấy, thì sau một tuần thì em quên mất là chị làm nhân vật nào. Em làm sao mà hội chứng của em mà có chế được? Hôm nay mình hóa thân thành ai đây? Thì đọc một câu rồi đoán thử nhé. Đọc đi. Sao không bị ý. Biết luôn. Sao là sao đúng không? Rồi cuối cùng là sao? Sao giờ đoán đi lại. The boy. Wow. Mới đến về cháu. Sue Boy, Long nhớ là một cái nhân vật mà ở mùa trước Kara đã xuất sắc giành giải nhất tuần. Đấy, thế bây giờ tuần vừa rồi là có gọi điện cho Kara hỏi han về về gọi là công thức hay là kinh nghiệm gì không? Không. Không hả? Tự tin luôn. Không có thân. Trả lời phỏng vấn thì kỵ cha. Ok. Thế thì với cái bộ này là đã thấy là Sue Boy khoảng 70-80% rồi. Còn lại 20-30% còn lại là còn phải xem nữa. Bên đây là su còi này. Đây đúng không? Đúng rồi, bên này là su còi. Khánh Chi phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cảm ơn huấn luyện viên Phạm Lịch rất là nhiều. Ủa sao hai người mặc hai bộ khác nhau, là hai bài hay một bài? Sẽ có hai. Chị sẽ là... Bộ này là cô Sue Boy là cầm cái quạt phải không con? Cầm cái loa phường. Thực sự bây giờ quá hỗn loạn luôn, không thể nhớ được ký ức ơi, đi đâu quay về. Rồi, chúc con thành công nha. Bình tĩnh nha con. Rồi, bình tĩnh vào đây tiếp. Wow. Cô này là một cô hát, cũng giọng hát cũng rất là nội lực đúng không con? Tuần này sao? Tuần này tập luyện đâu rồi con? Tập luyện rất là... rất là hơi đau họng nha. Rất là hơi có đờm nha con. Thế thì tuần vừa rồi tập luyện có khó khăn nhiều với con khi mà hóa thân thành cô ca sĩ này không? Dạ, thật sự là rất là nhiều khó khăn luôn ấy. Như tuần trước mình là Mỹ Linh đúng không ta? Nhất tuần không con? Dạ vâng. Trời ơi, thấy chưa? Người ta Mỹ Linh rất là giống rồi. Tuần này phải tiếp tục phát huy những cái đấy. Chú Long Chu là thấy con hợp với những giọng ca nội lực đấy nhá. Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ. Tuần này cô ca sĩ này thì chú không biết giả giọng nên chú không hỗ trợ con được. Thế mình làm sao mà mình cố gắng giả giọng cả phần giao lưu nữa nhá. Dạ vâng. Ok, cố lên. Cố lên. Thực sự đến tuần thứ 5 rồi và không khí càng ngày nó sẽ càng nóng lên quý vị ạ. Và cứ qua mỗi tuần là mình lại thấy là các bé lại tiếp tục nhiệt huyết, năng lượng, gọi là lan tỏa những cái năng lượng gọi là rất là tích cực. Để mà làm sao Nam Phong. Đây con hóa thân thành ai đây mà đồ nhìn rộng. Cái này là mình phải về quê mình xin chăn ở quê xong mình về mình cắt ra mình may phải không con? Đấy. Đấm trải bàn hả con? Đặt khó không con? Mình làm ca sĩ gì đấy? Chú lại quên mất rồi con ạ. Đức Phúc ạ. Đức Người Ơi à? Wow, mọi người ơi, thì mình cũng xin giới thiệu luôn trong bài Người Ơi Người Ở Đừng Về của Đức Phúc. Thì mình cũng có góp mặt trong MV này nha mọi người. Cho nên là chú là hơi bị am hiểu MV này luôn. Chú là quay cùng chú Đức Phúc MV này đấy. À biết luôn hả? Rồi mà nhảy bài này không dễ đâu nha. Như nào chú quên rồi. Tưng 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 đúng không? Kỹ chưa? Nhảy kỹ cho con. Giãn gân giãn cốt ra chưa? Không thì bây giờ chú bảo muốn giãn gân giãn cốt hơn thì bây giờ con ra đây con nằm ra. Chú một đầu, chú tí đô một đầu, hai chú kéo con. Đấy, cho gọi là cơ cốt gọi là nó dẻo dai ra, đồng ý không? 8 mét luôn. Giãn ra 8 mét thôi, 8 mét là không đứng vừa trường quay con ạ. Thế ngày hôm nay huấn luyện viên con đâu? Có mặc cùng một bộ đồ không? Hát chung một bài luôn. Rồi. Nói chung là đây là một cái thí sinh rất là nặng ký từ đầu chương trình đến giờ nhá. Làm ai cũng rất là giống thôi quý vị. Còn Đức Phúc thì chưa biết nhé. Giọng chú Đức Phúc không phải là một cái giọng hát dễ bắt chước nha con. Rất là khó nha. Tự tin không? 70%. 70%, 20%, 30% còn lại con để huấn luyện viên lo. Con hiểu không? Thì mình lên mình chiến hết mình hiểu không? Tuần này cố gắng nhất tuần. Yeah. Cảm ơn con.
đây, có Thái Bình đây. Đức Phúc không trầm thế nha. Đức Phúc đấy giọng Hồng Ngọc nha. Đức Phúc á, Đức Phúc này. Xin chào quý vị. Đó là phải em thế. Tí em lên sân khấu em phải thế. Đó, cười nha. À, tí Thái Bình, Nam Phong lên là làm chú Đức Phúc. Chú Đức Phúc rất có một cái nét rất là ngây thơ, rất là dễ thương trong sáng. Ở ngày hôm nay ở đây đẹp trai vậy. Ví dụ thế là chú Đức Phúc là phải cười, cười xong rồi ngây thơ, xong rồi kiểu nó trong sáng lắm. Chú Đức Phúc là mặc dù cũng lớn rồi nhưng mà rất là trong sáng, rất là dễ thương. Nên là phải tập trước cả thoại của chú Đức Phúc nhá con nhá. Bình hôm nay là không được bình bình đâu nhá. Bình hôm nay là phải vụt lên nhá. Không được bình bình nữa. Rồi. Nói chung là chúc team Thái Bình, Nam Phong sẽ đột phá trong tuần này. Đức Phúc. Hello chị. Hello chị Phượng Vũ. Oke. Alo, alo. Rồi tới mai hiểu không? Ok. Qua sĩ người Hàn, người Hàn Quốc là nữ, chứ nam không ai để tóc này. Sarang heo, ở trước kì. Hú, nhân vật này mình là ai chị chó? Ủa tiếng gì vậy? Sang tiếng Tây Ban Nha rồi. Blick. Hả? Blick. What blick? Dịch. Ủa blick là dịch cả. Trời ơi, ngôn ngữ sáng tạo, ngôn ngữ hay quá. Nói chung là tuần này thì team Phượng Vũ và Khả Hân, chúng mình là ngôi sao K-pop á. Nên mình không có nói tiếng Việt. Mình nói tiếng Việt không có sỏi. Tên cái nhân vật mà mình hóa thân đó thì nó là tên là gì thế? Tên nhân vật mình hóa thân là Dara. Mình là Dara. À, Chuan không? Trời ơi, mọi người ơi, đây là một tượng đài tuổi thơ. Cái năm em thi là em là tôi thính chọn. quên. Tôi thính chọn cái nhân vật này đấy. Thế hả? Mình hát bài gì? Pamratatata hả? I am the best. Rất best luôn nha. Cảm ơn. Thank you. Annyeong. Cái gì? Kamsamita. Kamsamita. Dara. CL. Are you CL? Are you CL? What? CL hôm nay có phải là mình trước cái concert này là CL là chưa có để tâm nhiều đến vấn đề cân nặng phải không? Nên là mặt CL hơi tròn nhá. Đây là CL sau COVID. Cha này cả cha chi. Ủa? I'm the best có CL mà à, có 21 mà đâu. Trời ơi, nhiều lúc quá thời gian quá lâu rồi. Con bây giờ thử một câu của cô CL xem nào. Con không biết nói tiếng Hàn Quốc. Ủa? Hát á? Atam piyo chon nan kapu he ikon gan san nen yeki. Wow, chú biết đoạn đó rồi. Hồi nhảy nhiều lắm phải không? Tuần này là nhảy nhiều lắm phải không? Bởi vì nhờ con nhảy nhiều mà con giảm được 2 kg. Không, chú công nhận nha, nhìn người hôm nay thon gọn đi nha. Ôm ra. Sao chú xạo đấy con nữa nào? Ôm ra. Nè, hay là tại mặc bộ đồ đen này nhìn rất là thanh mảnh luôn. À, ý chú là ôm ra. Ôm ra, ủa ôm ra là... Ủa làm sao ta? Ôm ra. Ủa con lành quá chú chịu đó. Là kiểu... Ta là người Hàn Quốc thì tôi nói tiếng Việt. Ôm ra. Người Hàn Quốc nói tiếng Việt đúng không? Sẵn sàng bước lên sân khấu chưa? Fighting. Yeah. Fighting. Người Hàn Quốc sẽ fighting. Fighting. Ok, chúc hai thầy trò thành công nha. Dạ chào ngoại. Bữa nay ngoại là ai vậy ta? Con nhìn chưa ra. Ngoại chứ ngoại là ai? Không. Không, ngoại là ai? Có nghĩa là tên tuổi ở đâu, quê quán làm sao? Đó. Bây giờ nói là chắc chắn là con biết ngoại không? Ôi bây giờ chắc là sau khi mà nói tên tuổi của em xong rồi mà không biết ngoại là ai không thôi. Ê có tính là có biết không ta? Thì đó làm sao có biết được. Không biết đâu. Thế con biết được tên gì không? Dạ. Ê cảm giác như mất. Ủa con gái ngoại luôn hả? Hả? Làm sao vậy? Ủa sao là sao mới bốn nhân vật liên quan tới nhau lần sao ta? Tự nhận, vừa quen xong nhận luôn. Ủa tự nhiên đơn hát chung hả? Là mình thay đổi format của chương trình không cần báo ai luôn hả? Chương trình là như có phần mép mà thấy.
Như kỳ á, như kỳ á. Quý vị thân mến, và thưa quý vị, là tuần này trở lại một nhân vật rất là cộm cán trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, một nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu các thí sinh khác, từ tần suất âm thanh đấy cho đến hình ảnh đấy. Thì ngày hôm nay thì anh Tùng Anh quay trở lại thì không biết là cảm xúc của anh như nào. Cái này bây giờ Tùng Anh thì đến quên rồi. Anh nói giọng Hương Giang à? Giang ngồi đây nhá, Giang come on baby nhá. Game on. Giang được à? Giang hòa thân rồi mà. Thế là Giang gì? À, đây là Giang phiên bản ăn nhiều. Đã ăn phiên bản mới cấn thai. Cảm xúc Tùng Anh hiện tại là hết hồn luôn đó trời. Nghiêm túc nhá, cảm xúc của Tùng Anh hiện tại thì thấy là rất là vui, nhận lời mời tham gia chương trình vui, và cũng thấy là đây như anh Trung này, gặp anh Trung là sợ vui đúng không? Gặp đúng không? Vui. Còn ai không vui thì mình lại không vui. Vui là vui, là vui, chung mình vui nhiều. Vậy là cảm giác là chỉ có vậy thôi, còn gì không ạ? Là hồi hộp. Hồi hộp. Trời ơi, thi năm nay là năm thứ mấy rồi vẫn hồi hộp ha? Hồi hộp chứ trời. Nhớ lại cái chuyện là thi bao nhiêu lần trong bán quân đấy à? Em chính ra là không, chính ra là con không có nhấn luôn á, ngoại ngoại nhấn á, ngoại là ngoại nhấn mà ngoại không nhấn thường, ngoại nhấn mạnh á. Dạ thưa ngoại, ngoại có thể cho khán giả biết đây là hình tượng của ai và như nào, còn sau một tuần con quên hết rồi. Thôi con chờ xem đi, chứ bây giờ ngoại nói ra thật sự là con không biết. Con không biết đâu, nhân vật này bí hiểm lắm. Khá khó nhỉ. Tóc bạc mà váy tím. Thế là cái áo dài, không phải cái váy đâu. À, áo dài tím. Dạ. Ok. Thế còn nhân vật mà hôm nay anh Tùng Anh sẽ hóa thân thì sẽ là nhân vật Một nhân vật rất là quen thuộc với dòng nhạc thính phòng Việt Nam mình, của ca sĩ Lan Anh. Chắc em không, tại vì nói thật ra là em phải tự nhận là cái kiến thức âm nhạc của em nó rất hạn hẹp. Đó, cho nên là em mới tìm hiểu đây thôi. Dạ, chứ còn có rất là nhiều những cái nhân vật mà thậm chí em cảm thấy như kiểu em đang sống ở một thế giới khác vậy đó. Thật sự, đây cả nhân vật của anh thì thật anh cũng chưa biết trước đây luôn. Cái gì mà bóc thăm chúng mình bấm chúng cái nhân vật đấy thì về mới tìm hiểu. Nhưng thật sự là mình không biết. Trước khi mà hóa thân thành nhân vật thì phải lên Google, phải đọc, phải xem lý lịch, phải xem coi là nguồn gốc, rồi xong rồi xuất xứ, rồi xong rồi quá trình sự nghiệp về xuất xứ. Nghe như kiểu, nghe như kiểu một lô hàng sắp được xuất xưởng đấy. Nguồn gốc xuất xứ nó rất ảnh hưởng, ngày xưa mình học văn thế. Dạ. Nói chứ lý lịch nhân vật cũng ảnh hưởng trực tiếp cái lại quá trình sáng tác và cái văn phong. Rồi. Khó lắm. Chị Loan thân mến, con chú Quốc Bảo đâu con? Ủa? Con không biết thật. À không, chú trêu con một tí thôi, chứ ngày ở tuần này thì đã có một cái sự twist. Đó chính là các bé đã phải vào những cái căn phòng khác nhau để có những cái thử thách khác nhau. Và thử thách của bé Sĩ Luân đó chính là chúng ta thay hẳn, đổi hẳn mentor cho bé Bảo Ngọc luôn. Đó, cho nên là tuần này thì con hóa thân thành nhân vật nào? Tuần này thì con hóa thân thành một nam ca sĩ, đó là chú Hoàng Bách ạ. Chú Hoàng Bách. À, nói vậy là biết là hai nhân vật gì rồi, hay nha, bài đó rất hay nha. Sao chú không biết con, nhìn một nhân vật bây giờ con nói chú Hoàng Bách là chú ra luôn, chú Trịnh Tú Trung là ai rồi? Chú hát gì? Sức mơ của mẹ Phương. Sai rồi. Cô đàn anh cười rồi kìa. Ủa không phải hả? Không. Hay không, mẹ con. Mẹ con chú Hoàng Bách hát rất là nhiều bài. Đó. Đấy. Nhưng tại vì tưởng chọn bài hot nhất cái trong cái thời gian mà ở trên mạng xã hội vừa rồi. Hát rồi, chẳng lẽ mình hát nữa. Ok. Ủa? Thế sao chương trình này hay gái MC để MC tự nhiên cảm thấy mình ngu quá. Thực sự luôn đó mọi người. Nhưng mà khờ lắm mấy bạn trong phòng này. Chúng nó là ngồi nó bẫy sẵn thế này rồi. Nó bảo chứ con mùa sắp vào, con thỏ nó sắp vào để bẫy nó ngay. Nào lấy vào ngay đây. Quá đáng vừa nha. Không có quá đáng với MC như thế nha.